Việt Nam gây khó khăn cho các đài truyền hình ngoại quốc. Quyết định của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng không cấp phép cho các đài truyền hình nước ngoài phát tại Việt Nam nếu nội dung không được biên tập và biên dịch sang tiếng Việt đang gây ra sự phản đối. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký một quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền. Điều 13 trong quyết định này nói tất cả các đài chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam phải được biên tập để bảo đảm nội dung các chương trình không trái với quy định của pháp luật Việt Nam về báo chí và quảng cáo. Tuy nhiên, cho đến nay tại Việt Nam, hơn 3/4 đài truyền hình nước ngoài cung cấp trên dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam chưa được cấp giấy phép biên tập. Yêu cầu lược dịch 100% nội dung các đài thuần về tin tức đã gặp phải sự phản đối từ các hãng tin lớn như NHK, CNN, BBC. Với quan ngại về tính độc lập, về biên tập, độ chính xác cao của tin phát trực tiếp, chưa kể đến khả năng và chuyên môn giới hạn của các đơn vị trong nước muốn đóng một vai trò cung cấp dịch vụ biên dịch. Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Đỗ Quý Doãn được truyền thông trong nước trích dẫn lời nói rằng trong quá trình thực thi nghị quyết đã phát sinh ra những vấn đề khó khăn nên Thủ tướng Chính phủ đã cho phép hoãn việc thực hiện quyết định này cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2013. Tổ chức CASPA, một tập hợp với 130 thành viên là các đài truyền hình quốc tế, đã từng cử một phái đoàn vào Hà Nội để bàn với Chính phủ Việt Nam vào hồi tháng 8 năm 2012 về chủ đề này. Giới ngoại giao châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng đã lên tiếng vận động cho hoạt động thông tin của các đài truyền hình của nước họ hiện đang phát tại Việt Nam thông qua các dịch vụ truyền hình trả tiền.